Tối ngày 4 tháng 8 năm 2018, tại khu du lịch Bảo Đăng, tỉnh Tiền Giang, kênh truyền hình Phật sự Online TV kết hợp cùng Trường Đại học Ngân hàng và Đại học Khoa học và Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ đã tổ chức thành công buổi giao lưu văn hóa các quốc gia và thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới. Đến chứng minh và tham dự có Hòa Thượng Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm chánh thư ký Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại đức Thích Minh Ân, Phó thư ký Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Đại đức Thích An Nhiên cùng chư tôn đức tăng và Phật tử tham dự. Về chính quyền địa phương, có sự tham dự của ông Trần Thanh Phúc, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch tỉnh Tiền Giang, bà Lê Thị Bé Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho, ông Võ Phạm Tân, Trưởng phòng Du lịch tỉnh Tiền Giang và đại diện các cơ quan chính quyền địa phương. Về phía quan khách, có sự hiện diện của bà Đinh Thị Ngọc Liên, Giám đốc Trung tâm Đông Nam Á, Đại học Khoa học và Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ, bà Hạ Thị Thiều Giao, Trưởng khoa Kinh tế Quốc tế Trường Đại học Ngân hàng. Ngoài ra có sự hiện diện của ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bảo Đăng và 70 nghiên cứu sinh đến từ các nước Thụy Sĩ, Nga, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Văn hóa là sự hội tụ tinh hoa cũng như nếp sống tốt đẹp của con người. Nói một cách khác, văn hóa là tất cả những sinh hoạt trên mọi lĩnh vực của con người trong xã hội. Đất nước Việt Nam với bản đồ cong cong hình chữ S, người dân Việt Nam luôn tự hào với nền văn hóa hơn 4.000 năm lịch sử. Nếp sống ấy luôn yêu chuộng tự do, hòa bình và nhân ái. Và từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, nền văn hóa tâm linh của Phật giáo đã hòa nhịp với văn hóa dân tộc Việt Nam như nước với sữa, làm cho sức sống của người Việt Nam thêm vững mạnh từ thể chất đến tinh thần. Nếp sống văn hóa hiếu hòa ấy lấy hoa sen làm biểu tượng, nhắc nhớ con người Việt Nam luôn tương thân, tương ái một cách trong sáng, đoàn kết, vững mạnh, vươn lên khỏi bùn và nở giữa hư không. Mở đầu chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật là tiết mục múa Hương Sen Việt Nam do đại diện Việt Nam biểu diễn. Theo là các tiết mục của sinh viên Trường Đại học Ngân hàng, tốp ca của các nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học và Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ. Mỗi tiết mục biểu diễn nghệ thuật là sự hội tụ tinh hoa bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc trên thế giới, chan chứa vẻ đẹp đời sống, đất nước và con người. Sau cùng, tiết mục hòa nhịp ca khúc Hello Việt Nam do các sinh viên Việt Nam và nghiên cứu sinh các nước biểu diễn đã khép lại phần giao lưu trong không khí chan hòa tình thân hữu giữa các nước, sự gắn kết trên tinh thần cộng sinh về văn hóa nghệ thuật. Phần 2 của chương trình giao lưu là thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới. Với ngọn nến trên tay, tất cả cùng cầu nguyện cho con người khắp nơi trên thế giới này đều có được ánh sáng trí tuệ trong tâm thức, biết dừng lại trước hố thẳm của tham lam, sân hận và si mê.
sống chan hòa hạnh phúc trong sự yêu thương tròn đầy. Nguyện cầu cho trái đất không còn thiên tai và chiến tranh, muôn loài được sống bình an trong sự yêu thương. Nguyện cầu cho tất cả đều có đủ năng lực sống chân thật, hòa thuận, biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Bên cạnh đó, để hiểu rõ thêm về nếp sống tỉnh thức, chân thật và yêu thương hòa hợp trong đời thường, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương đã có thời pháp thoại tại buổi lễ. Chương trình giao lưu văn hóa các quốc gia và thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới đã khép lại trong tinh thần kết nối hiểu biết, yêu thương rộng mở giữa Việt Nam và các bạn bè quốc tế.